Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ bảy tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã học hai môn Câu Xá Luận và Thành Duy Thức Luận. Tiếp đó, toàn thể Phật tử được học bổ sung kiến thức Phật pháp căn bản. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung của bài giảng sau đây. Trong giờ học Câu Xá Luận, Thầy Huyền Châu giảng về khái niệm sắc xứ, pháp xứ và pháp uẩn. Có 10 xứ được gồm trong sắc uẩn. 10 xứ này là 5 căn trên nội thân và 5 trần cảnh bên ngoài. Sự tương tác của chúng có khả năng khiến chúng ta tạo nghiệp thiện mang đến nhiều phước báu. Và ngược lại cũng có khả năng nhận chìm chúng ta trong đọa lạc ác nghiệp nếu đắm say ngũ dục. Căn cứ theo từng lĩnh vực cá biệt, mỗi căn, mỗi trần được gọi là một xứ. Ví dụ như để nhận biết về màu sắc, hình thể thì phải nhận biết bằng con mắt nên gọi đây là hai xứ, nhãn và sắc trần. Do tính khác biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân với khả năng tiếp cận của nó mà chia thành 10 xứ trong sắc uẩn. Không thể nhiều hơn nữa, đó là vì tính hạn định và ưu thế của riêng mỗi xứ. Sắc xứ là tất cả những gì ta có thể nhìn thấy bằng mắt và nó phân biệt với tất cả lãnh vực khác. Sắc được đề cập ở đây là tất cả sắc chất, hình hài chứ không phải chỉ là sắc dục, màu sắc. Sắc xứ là thế giới hiện tượng, vật chất, cũng là thế giới nhân sinh quan và vũ trụ quan. Do những điểm nổi bật trong các sắc nên gọi chung là sắc xứ, như do tính chất khả kháng, là khả năng đối kháng, ngăn ngại mà làm vật hiển thị. Do tính chất băng hoại bởi sự xúc chạm và do tính chất khả hiển thị. Tất cả những gì trong phạm vi tính chất này gọi là sắc. Trên nền tảng đó, nó để lại cảm thọ, trong thọ sẽ sinh tưởng, rồi hành, rồi thức và thế giới ngũ uẩn quấn chặt nội tâm chúng ta. Như vậy, năm căn và năm cảnh trần bên ngoài được gọi là sắc, còn thọ tưởng, hành, thức trong nội tâm chúng ta được gọi là pháp. Pháp xứ này gồm thâu luôn cả tăng thượng pháp, tức pháp niết bàn. Khi tư không khởi tham sân si, không kết với 10 nghiệp đạo. Do vậy, tâm an trú trong vô tham, vô sân, vô si. Thầy giải thích uẩn xứ, giới tìm thấy trong kinh được bao hàm tùy theo nghĩa thích hợp, như bàn về danh và tưởng của các uẩn khác. Đây là pháp uẩn do Phật thuyết mà số 80.000 có nghĩa là 80.000 pháp uẩn. Chỉ cho 80.000 tập tính của chúng hữu tình cần giáo hóa, được phân loại theo tập tính tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân, và tùy đối tượng thánh chúng hay đại chúng nghe âm thanh Phật nói mà hiểu theo nghĩa ngôn ngữ hay danh tướng. Những ai cho rằng bản thể Phật ngôn là ngữ âm thì chúng được bao hàm trong sắc uẩn. Với những ai hiểu bản thể Phật ngôn là danh thì chúng bao hàm trong hành uẩn. Tâm ở trong sắc uẩn thì quả phước về cõi dục, ở trong thọ uẩn thì quả phước lên cõi sắc giới, còn ở trong hành uẩn thì quả phước lên đến cõi trời hữu đảnh, tương ưng với cảnh giới của tam quả. Trong giờ học luận thành duy thức, Thầy Minh Lợi giải thích về ngã trong giáo lý của Phật. Việc học phải có hệ thống mới hiểu đến nơi, đến chốn, nghĩa lý sâu xa, để không bị chống trái, mâu thuẫn nhau trong lời Phật dạy. Vì khi thì nói thường lạc ngã tịnh, lúc lại nói vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Khi nói thường lạc ngã tịnh là để chỉ cho Phật tánh không có tướng, không thêm vào, không bớt ra, không sanh, không diệt,
không đến, không đi, không bị vô thường chi phối. Ai nhìn Đức Phật bằng âm thanh, tiếng nói là nhìn sai về Phật. Vì đó là cái nhìn dựa theo tướng thì không thể gọi là Như Lai. Bất cứ vật nào có hình tướng thì bị chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Phân tích một pháp trên bản thể thì có ngã, vạn vật có hình tướng thì vô ngã. Chúng ta vì đam mê đắm nhiễm, hưởng thụ, ngũ dục, vì chưa nhận thấy bản chất thật của mình nên còn cưng chiều bản thân, còn đau khổ vì sự hoại diệt. Những thứ trên thân được cho là cái của mình nhưng lại không có quyền gì can thiệp. Chúng ta hoàn toàn vô ngã bằng tư duy, thiền định để thấy năm uẩn là không. Thất đại sẽ đến ngày tan rã. Phật nói rõ về chân lý cuộc đời, không phải là giáo lý riêng của Phật hay riêng của một tín đồ nào. Thấm sâu lời Phật dạy không phải để bi quan, mà là để rơi rụng bớt những đam mê dục vọng sâu xa, vi tế do ham muốn. Cho nên người tu cần phải nhận diện cho rõ để cẩn thận giữ tâm chánh niệm trong mọi hành động, để khi phát hiện bản ngã sinh ra phải lập tức diệt trừ. Giới sinh định, định sinh tuệ, thiền mà không sinh tuệ thì không đúng giáo lý của Phật. Thân và tâm là một tiểu vũ trụ bên trong một đại vũ trụ. Khi xác thân biến hoại thì thất đại cũng tan rã, trả về cho đại vũ trụ. Khi đầy đủ nhân duyên lại tái sanh, dù các nhân lành và ác khác nhau nhưng quy luật nhân quả không hề sai chạy. Vô ngã là quy luật của vũ trụ. Đức Phật thấy rõ quy luật vận hành, theo sự vận hành đó nên không đau khổ mà hoàn toàn tự tại trước những đợt sống của cuộc đời. Học Phật là để sống đúng chu trình, là có được hạnh phúc. Như người biết theo dòng thác mà tắm thì sẽ luôn được mát mẻ. Người tu mà không chấp nhận thực tại của sự già, sự bệnh, sự quên thì cũng như người có học mà không hiểu để ứng dụng vào cuộc sống vậy. Vào giờ học bổ sung kiến thức Phật Pháp căn bản, Thầy Huyền Châu giải thích tông chỉ thứ hai là lắng nghe chánh pháp. Sau khi đã thân cận thiện sĩ rồi, chúng ta hãy lắng nghe chánh pháp. Các pháp nhắc nhở chúng ta cuộc đời là biển khổ, cho nên chúng ta phát tâm bơi qua khỏi biển khổ sanh tử trầm luân này. Thân cận thiện sĩ sẽ làm cho mình hiểu rõ đúng đắn điều mình chưa hiểu rõ, khai ngộ trực tiếp điều mình chưa được khai ngộ bằng trí tuệ thông đạt, cứu nghĩa thâm diệu. Thầy phân tích chữ cứu là câu, chữ nghĩa là hàm ý bên trong, chữ thâm diệu nghĩa là sâu xa khó hiểu. Như lời Đức Thế Tôn nói một lời bằng ngữ âm được kết tập thành kinh lục luận. Những lời này đều là danh văn, thân văn và cứu văn, là bản thể của Phật ngôn giáo. Một vị thiện sĩ có khả năng khéo léo tuyên thuyết, diễn đạt, thi thiết là thể hiện bằng hành động, bằng sự chứng đắc, an lập, khai thị cho chúng ta rõ về sự hiểu biết đúng đắn giáo nghĩa của Như Lai. Vị thiện sĩ cũng bằng vô lượng phương tiện khai thị cho chúng ta biết về khổ, thật là khổ, tập, thật là tập, diệt, thật là diệt, đạo, thật là đạo. Nói khổ, thật là khổ là chân chánh khai thị về 8 cái khổ. 4 khổ lớn là sanh, lão, bệnh, tử. Còn 4 khổ nhỏ là nói về khổ của tâm lý, là mong cầu không được toại nguyện, thương nhau mà phải xa nhau, ghét nhau mà phải gặp nhau, và tổng thuyết 5 thủ uẩn là khổ. 5 thủ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Những điều như vậy gọi là bằng vô lượng phương tiện khai thị khổ, thật là khổ. Vì thiện hữu tri thức giúp chúng ta thấy rõ ràng bằng vô lượng phương tiện khai thị, tập thật là tập, có 4 nguyên nhân sinh khổ. 1 là do tâm chúng ta ái nhiễm trong 5 diệu dục, 2 là kết quả của hậu hữu ái đó, 3 là hỷ câu hành ái
tức là tất cả những niềm vui với điều kiện ái có mặt. 4 là bỉ hỷ ái, tức là nhiều hình thái của khác ái đối với sự tồn tại trong tương lai, đời sau. Đây là nguyên nhân, là gốc rễ, là con đường dẫn đến đại lộ, là duyên cho khổ trong quá khứ, trong hiện tại, và nó là động lực của sanh, duyên, khởi, tập, làm phát, khởi tập, là nhân dẫn đến khổ trong đời hiện tại. Sau khi thân này hủy hoại sẽ là nguyên nhân dẫn đến tái sanh đời sau. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 9 năm 2022, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp cao đẳng từ 3 giờ đến 5 giờ chiều sẽ học câu xá luận do Thầy Huyền Châu giảng và Thành Duy Thức Luận qua lời giảng của Thầy Minh Lợi. Sau đó, từ 5 giờ đến 6 giờ chiều, Thầy Huyền Châu sẽ giảng môn học bổ sung kiến thức Phật Pháp căn bản cho toàn thể Phật tử. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng dạy của quý giáo thọ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc.org. Các học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính xin quý vị hoan hỷ liên lạc với Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.